bóng lưỡi không dầu. Rồi đấy là xương xương ống này, xương ống này là xương xương sườn à, sườn với lại quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục những chia sẻ với quý vị những cái món ăn ẩm thực đường phố Hà Nội nhá. Hôm nay thì Kiên lại đưa bố của Kiên đi khám phá ẩm thực đường phố Hà Nội. Cái món hôm nay Kiên muốn chia sẻ đến quý vị đó là một cái món ăn rất là quen thuộc của người Hà Nội. Đó là món bún dọc mùng nha quý vị. Bún dọc mùng. Thì hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con phố Bát Đàn. Phố Bát Đàn, đi qua đây thì mình thấy ở đây có một cái quán bún dọc mùng này. Đấy. Nên là Kiên vào, Kiên ăn thử và quay chia sẻ với quý vị cái quán này luôn nhé. Đấy, giờ thì Kiên sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng sang bên đường. À, thưởng thức cái món bún dọc mùng, món ăn rất là quen thuộc ở Hà Nội. Rồi, mời quý vị nhé. Bây giờ thì trời đang mưa luôn phun nha quý vị, trời đang mưa luôn phun. Kiên ra đợt này đúng vào cái đợt là thời tiết rất là đẹp vào tháng 5. Vào tháng 5 mình xem SEA Games xong là mình đi thưởng thức những cái món ăn ở Hà Nội. Bây giờ là ngày hôm nay là ngày 23 tháng 5 nha quý vị. 23 tháng 5 mà quý vị thấy là trời mưa là như kiểu mùa thu vậy á. Đấy, trời như kiểu mùa thu vậy á, không có một chút nắng hết, mưa từ sáng tới trưa. Sau đó thì buổi chiều thì trời lại hơi tạnh tạnh, mà bắt đầu Kiên đi ra đi khám phá Hà Nội thì bắt đầu là trời lại mưa luôn phun như thế này quý vị. Đấy, trời đang có hạt mưa rất là nhỏ nhá. Đấy. Không để quý vị chờ lâu nữa, Kiên sẽ đưa quý vị chúng ta hãy cùng khám phá cái quán bún dọc mùng số 18 Bát Đàn. Rồi, Kiên mời quý vị nhá. Chúng ta hãy đi sang bên này nhá. Đây. Em chào chị. Dạ. Em ở Sài Gòn ra Hà Nội đi thưởng thức những cái món ăn ẩm thực ở Hà Nội. Đặc biệt là thấy cái món bún dọc mùng, em thì trong Sài Gòn nói chung là cũng có nhưng mà em chưa ăn. Hôm nay ra đây ăn phải ăn chính gốc như ngày này. Quán mình không biết là bán được lâu chưa chị? 25. Bán được 25 rồi. À 20 năm rồi. Vậy là mình bán là thời gian như thế nào chị nhỉ? Từ 7 giờ đến 11 giờ em ạ. Dạ. 7 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Đêm, 11 giờ tối. Đêm. Vậy là một phần như vậy là bao nhiêu chị? 40.000, 50.000 một suất. Dạ, 40.000, 50.000. Đây là chị đang bỏ dọc mùng này vào ha. Dọc mùng. Cái này bún dọc mùng còn có tên khác là tên gì chị nhỉ? Bún bung đúng không? Bung đấy. À, bún bung. À, bún bung hay là bún dọc mùng. Ở đây thì phải cái giờ nào là quán mình là đông nhất chị? Tầm trưa. Tầm buổi trưa đúng không? Buổi trưa là đông nhất. 11 giờ tới 2 giờ là đông. Dạ. À, mình ăn bún dọc mùng nữa thì có những gì chị nhỉ? Ở đây có những có gì? Có sườn, thịt mọc, móng lưỡi em ạ. À, gồm có mà cái này là sườn này. Cái này là thịt này. Đây móng giò và lưỡi. À, đây là móng giò này. Đấy, và lưỡi. Đấy. Phần đặc biệt là 50 đúng không? Dạ. Đặc biệt là 50. Ở đây có ăn với kèm với quẩy nữa chị ha. Có quẩy. Đây, bên này là bún này. À. Đấy. Bây giờ là chị làm cho em hai cái phần đặc biệt nhé. Hai cái phần đặc biệt. Chị tên gì chị? Chị Nguyệt. Chị Nguyệt. À, ở đây là mình cứ đến là số 18 Bát Đàn là địa chỉ của mình ha. Dạ, chị làm cho em hai phần nhé. Đây quý vị, bố Kiên đang ngồi trong này này, hai bố con đi khám phá ẩm thực đường phố Hà Nội. Đấy, hai bố con. Dạ, quán nhỏ nhưng mà thời tiết này lạnh lạnh, ngồi gần gần nhau xíu cho nó ấm. Em đi ra Hà Nội mà gọi là đúng cái dịp thời tiết đẹp vậy ha. Hôm nay là thời tiết em ra đúng rồi, mấy hôm nay mưa quá là gì? Mưa quá ít được đi đâu đi nhiều. Nhưng mà giờ nó tạnh là nó đi này. Thế là nhà mình bán là có một nơi này nữa rồi chị. Địa điểm này thôi, chưa có mở chi nhánh ha. Có một cửa hàng nữa nhưng tận trong Hà Đông thôi. Trong Hà Đông là có một chi nhánh hai. 50 của cái. Đấy, chị cho em đầy đủ luôn nhá. Rồi. Hai tô đầy đủ. Dọc mùng là cái Bạc Hà đó. À, Bạc Hà, ở trong miền Nam gọi là Bạc Hà. Đấy. Đấy chị, đây là chị cho dọc mùng với lại đầu hành vào đấy.
Ở đây là mình có ship đi không chị nhỉ? Đặt ở trên Grab. À, trên Grab Now là đều có đúng không? Có quán hết. Bún chị Nguyệt. Đấy, cái tô đầy đủ là bao gồm là đầy đủ hết. Có sườn, có thịt, rồi có giò, có lưỡi, chả, móng. Nước này là nước, ai thích ăn nước trong thì bảo chị lấy nước trong ha. Nước trong, nước béo. Béo béo xíu là bảo chị lấy. 21 của em à. Đây này cái mặt. Nhà mình bán về có nghỉ ngày nào không chị Nguyệt? Không, có việc mình nghỉ đâu. À, có nghĩa là bán suốt luôn đấy, có việc mới nghỉ thôi, rồi suốt mới nghỉ thôi. Em ở bên đường Lò Rèn hay gì đó, cái gì Lò Rèn gì đấy. À, bên Lò Rèn đấy. À, dạ. Đi bộ qua đây, đi bộ qua đây gần mà. Ra bờ hồ. Dạ, bờ hồ mấy bữa đi xem bóng đá qua đó. Dạ, em xem bóng đá xong rồi mới đi khám phá ẩm thực. Dạ. Em ra đây mấy hôm rồi chị? Em ra 3-4 hôm rồi. Đi ăn cũng được một số món rồi. Dạ. Hôm nay đi qua đây thấy món này nó lạ này. Đây là vào đây. Còn ra đây là coi như là cứ phải vào đây ăn. Dạ. Nhất là các chỗ kia là bên này này. À. Ở bên khách sạn bên này là coi như mấy lần là coi như là không nhớ số nhà. À. Thế là hôm cô bảo là bây giờ em ra mà em bảo không biết là biết là nhà chị là số nhà bao nhiêu. Dạ. Thế cuối cùng em lại thuê đúng cái bên thuê đúng cái này luôn. Ờ, bên này thì đỗ xe cái thì nhìn thấy chị gái là mừng rồi. Dạ. Bảo là em không biết là em bây giờ tả với người ta như thế nào đã. À. Đi ăn uống không biết được cửa hàng số bao nhiêu. Dạ. Là may quá là vậy là chị. Khách gọi là Sài Gòn ra đây ăn nhiều ha. Nhiều lắm. Thế này giờ là bắt đầu là mở cửa du lịch lại rồi. Mọi người là cũng khách có khách cả nước ngoài nữa ha. Cái quẩy này là nhà mình làm hay mình lấy rồi chị? Quẩy nhà chị có người nhà làm. À có. Con ở bên trong chỗ Thủ Đức á, quận Thủ Đức. Nay là thành phố Thủ Đức á. Quận 9 Thủ Đức. Cái này cứ mình cứ bỏ vào xong mình phải vớt ra cũng không là bị vớt ra nó cho nó giòn. À cho nó giòn. Ừ. Không là nó sẽ mềm đúng không? Nó mềm để để lâu rồi nó sẽ mềm. Đó. Đây là cứ bỏ vào. À này là ông nào ăn đâu bỏ vào. Đấy. Cái này là cứ làm cái này là cũng lâu á, nước tước á. Nhanh mà. À. Thái chứ. Dạ. Thấy ba con là khen cái món này quá trời luôn. Nhiều khách nữa là ăn là sau đến lại lại quay lại. Ở đây đi ra Hồ Gươm gần ha. Gần đây thẳng đây. Đi thẳng là đến tới luôn. Thứ hai là đến. Dạ. Thứ hai đi thẳng luôn. À, ngã tư hai là tới. Ngã tư này là đầu tiên này. À. Ở trong này mình có hầm cái gì không chị? Mấy con xương này. À, chị cho chị thì múc lên mọi người xem được không? Đây trong này có hầm xương. Đây xương. À, hầm xương với lại giò heo hả? Luộc thịt đây. À, đây, cái này là bắp giò này, bắp giò luộc. Bắp giò luộc. Đấy, bắp giò xương bên dưới hả? Xương này, xương nhiều lắm. À, đây xương đó. Sâu, xương nó nằm ở bên dưới ạ. À, ui rồi đấy là xương ống này, xương ống. Xương này là xương sườn. À, sườn với lại là cái cột sống gì đó của nó. Đây chúng ta xem chị làm cho khách này. Đây sao đây nhá, tạnh mưa chưa? Rồi. Khách thích ăn nước béo, khách không thích ăn nước béo. Ừ. Đấy. Đấy. Nhớ dặn chị là gì? Đây bên này là sườn, bên này là giò chị trụng sẵn hay quý vị? Trụng sẵn để đó nhé. Đấy, bên này là cái nồi nước trụng bún. Người nhà làm. Yeah. Rồi, em cảm ơn chị, em sẽ vào thưởng thức cái tô bún dọc mùng cùng với lại bố này.
Rồi, con mời bố. Đây, hai ba con làm hai tô như này nha quý vị. Đấy, đây có một cái bát quẩy này quý vị thấy không? Đấy. Đây có chanh ớt tắc. Đấy, rồi tỏi ngâm. Bún chọc mùng. Đấy. Ở Sài Gòn thì cũng kiên thấy là cũng có chỗ bán ấy, nhưng mà mình thấy là mình chưa được ăn. Bây giờ mình ra đây mình ăn. Đây bố dùng thử đi xem là như thế nào ha. Cái này là chân giò này. Đấy là giò đấy. Chân giò, cái này là chả. À, rồi thịt. Sườn. Đấy, sườn, có sườn nữa. Có sườn. Nhiều. Ừ. Rồi bố mời đi cho nóng. Mời cho nóng đi. Mời cho nóng. Trời mưa mưa phun phun này này. Mình ăn cái này nóng mới ngon. Đấy, nóng mới ngon. Ăn nó nóng và mình đặc biệt là khi mình ăn xong á, đấy là mình đi làm ly cà phê nữa. Đấy là hợp lý luôn. Buổi tối là đi khám phá chợ đêm Hà Nội. Rồi. À, hai ba con mời quý vị nhé, mời cả nhà mình nhé. Dạ. Hai ba con ra đây là cũng còn mấy ngày nữa, là 1-2 ngày nữa là mình cũng về lại Thanh Hóa rồi. Tại vì về có việc các quý vị. Nên là cũng ráng ráng làm sao mà khám phá được một số món ở Hà Nội để chia sẻ đến quý vị. Đấy, ba kiên là bỏ tắc rồi bỏ ớt. Quýt, cái này là cái tắc. Tắc. Không biết là quý vị ở Hà Nội ai đã thưởng thức quán này rồi, quán của chị Nguyệt rồi, thì quý vị có thể là để lại cái comment của mình phía dưới video này nhé, xem là quý vị cảm nhận là quán này nó ăn nó ngon như nào. Thì mỗi người mỗi cái khẩu vị khác nhau thì mình cũng không có nói là nó ngon hay dở để quý vị. Còn quý vị nào thích thì quý vị để lại comment xem là quán này quý vị hay ăn hay không. Rồi bố mời đi. Dạ. Đấy. Hai ông con đi ăn. Bố thêm thử nước lèo, bố thấy sao, bố thử nước lèo à? À, đậm đà không? Ở đây, cái không gian ở đây thì chị Nguyệt chỉ bảo là nhỏ nhỏ thôi, không gian nhỏ nhưng mà ấm cúng. Nói chung là cái trời đang mưa luôn phun, mình ngồi gần nhau. Nó ấm cúng gần gũi ha. Đấy, không gian phố cổ nó vậy quý vị. Rồi, Kiên không để quý vị chờ lâu nữa, mình sẽ thưởng thức cái tô của mình, không là nó bị nguội nhé. Đấy, đây cái tô của mình đây này. Rồi, đầu tiên thì mình bố đã bỏ cho mình tỏi rồi, giờ mình sẽ bỏ này là nước mắm à, này là nước mắm này. Cái này bên này là gì? Thử coi cái bên này là gì. À có, ai cũng có nước mắm luôn. À nước mắm luôn. Đó. Nhìn thấy giống. Rồi, kính mời quý vị nhé. Này. Cái này là giò heo. Dạ. Cái này là móng giò. Đấy, móng giò. Cái này là chả. Cái này là thịt. Còn đây là cái này là sườn. Đấy, sườn non. Sườn non. Bên này là bạc hà này. Hay còn gọi là dọc mùng này. Ở đây có rượu đâu? À bố đi. À bố đi. Ừ. Con uống. Bố mời đi. Ông làm chén cho nó nóng ngấm. Rồi mình sẽ vắt, đây có quẩy đấy quý vị, đây ăn quẩy thì mình sẽ bỏ vào nhé. Cái quẩy này thì mình ăn phở hoặc là mình ăn bún đậu mùng thì thấy là đều ăn hết ở đây nhé. À, kính mời quý vị nhé. Đầu tiên mình sẽ thử cái nước lèo ở đây này. Cho em uống trà đá được không? À, cho em ly trà đá được. Dạ, 2 ly. Cái này bố mới mua ở đâu ạ? À? Ở đây luôn hả? Đây. Ừ.
cái nước nó cũng mình thấy là nó nước ok, nước nó nói chung là cái nước lèo này mình thấy theo cảm nhận của mình đấy nhá, nó hơi nhạt nhạt á, không biết sao, chắc là do mình ăn đầu lần đầu cái món này nó chưa quen hay sao. Nước nó nói chung là cũng không phải là ngon xuất sắc nhưng mà ok, nó hơi có vị ngọt chua chua chút xíu, nhạt nhạt đấy. Mình nếu mà ăn mình bỏ thêm nước mắm vào nhá, ai mà ăn nó đậm đậm xíu. Này là dọc mùng à. Cái dọc mùng này ăn nó giòn giòn ha. Nó giòn giòn này. Giòn nhạt sật á. Ăn hết tô này là no. Nó căng bụng. Ở đây chị bảo cái giờ trưa mới là giờ đông. Giờ này thì cũng tại mưa nên là nó cũng lai dai à. Cái nước của nó là nếu mà mình thấy ăn béo á, mình sẽ bảo chị lấy cho cái mỡ bên trên đó, nước béo bên trên. Cái nước này là viên ăn là cũng hơi béo béo này. Này là sườn. Ngon. Nói chung là lúc đầu thì thấy nó hơi nhạt nhạt nhưng mà mình ăn một lúc á, mình thấy là nó quen cái vị á, nên là thấy là ngon ha. Cái quẩy này ăn nó giòn này. Hai ông con làm 2 tô. 2 tô 100 ngàn. Đầy đủ lắm, là 50 ngàn một tô quý vị. Dưới này là móng giò. Móng giò. Nhiều, tô này là nhiều thịt đó. Tô này là đặc biệt là nhiều thịt. Có thêm một cái tắc vào ăn cho nó chua chua xíu. À, làm cái tắc nữa. Ăn tô là no ba ha. No. À, cái này thịt bắp giò. Ăn nó béo, nó giòn giòn á.
Nhìn cái tô nhỏ nhỏ vậy thôi mà ăn mà nhiều quá quý vị. Tô này sâu quá. Này là chả này. Chả nó béo. Đưa có chấm hàm nước xì dầu. Wow. Giòn à quý vị. Đây quý vị, hai ông con, hai bố con làm hết hai tô. Đó. Làm hết hai tô. Ông bảo món này rất là ngon. Nói chung là ông rất là thích món này. Mình thì thấy là ok, ăn ngon. Nhưng mà nói chung là nó xuất sắc thì cũng không phải là xuất sắc. Đây, làm đi, chả đá nữa. Đậm đà. Ăn được đúng không? Đã ăn được. Ăn vừa cái gọi là vừa cái tiền. À, quý vị ơi, hai ba con vừa chia sẻ với quý vị cái món bún dọc mùng, nó nằm ở trên số 18 đường Bát Đàn. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.